Thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, có nghĩa là mình đã kết thúc khóa học ở tại California. Đây ốc gạo nè, ốc gạo bên Mỹ ăn sao đây trời. À, sẽ, con lỡ luôn hả? Ô, nhìn ngon ta. Ồ, dê rồi, bên Mỹ rồi, có dê đàng hoàng nha các bạn. Là dê Mỹ em hay là dê ở đâu đây? Trời ơi, đây là ốc gạo đây, nãy mình ăn nữa các bạn. Lông ốc gạo luôn nè. Tôm hùm Canada các bạn, to mặt u quá. Ồ, đây là Dancing Grass. Trời ơi. Phải đi cái này nữa. À. Ồ, oh, cái này như nó làm bằng cái cây mà xương rồng. Đúng rồi, xương rồng. À. Ok các bạn, thì hôm nay sẽ là một cái video gọi là rất là đặc biệt. Thì có thể là gọi là một trong những video cuối cùng của mình ở tại California. Thì đây là một sẽ là một bữa ăn gọi là chia tay đặc biệt với cô Minh, gia đình chú Hải, cô Hằng rồi với Thảo rồi Tuấn ngày xưa bán bảo hiểm với mình. Thì sau khi mình ở tại Cali học bên này cũng đã gọi là nửa năm trời rồi các bạn. Thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, có nghĩa là mình cũng đã kết thúc khóa học ở tại California. Qua đây rất là nhiều buồn vui, qua cách ly rồi chân ướt chân ráo qua Cali ở Santa Barbara. Thì không ngờ đến ngày hôm nay là cũng đã là kết thúc bên mạng gọi là mạng bờ Tây của nước Mỹ. Thì chỗ mình đang đứng chỗ này gọi là Little Sài Gòn nha các bạn. À, đường Bô Sa. Đi tới lần cuối đường Bô Sa và chỗ mình đang ở đứng gọi là ở tại quận Cam, Orange County các bạn. Thì trong này rất là nhiều tiệm tiếng Việt. Đó. Thì mình sẽ vô trong tiệm này ăn review cho bạn coi thử là một vài đặc sản tại quận Cam lần cuối. Sau đó đi hát karaoke cho bạn coi thử là karaoke ở tại Mỹ thì có khác gì ở Việt Nam không. Thì ăn chơi bữa nữa các bạn. Sau đó chúng ta sẽ đi qua một địa điểm khác, đó là sẽ đi qua bờ đông của nước Mỹ. Thì rất rất là nhiều bạn yêu cầu mình qua bên đó review Nhà Trắng nè, Tụi Thần Tự Do nè, rất là nhiều thứ, Massachusetts, Đại học Harvard, rất là nhiều thứ bên bờ đông đang chờ các bạn. Thì ok, sẽ hẹn các bạn lại ở series tiếp theo. Bây giờ là mình qua đây gặp chú Hải chú Đồi lại Thảo này nọ, ăn chơi nhảy múa review cho ông xem bữa cuối đó đã. Chia tay á hả, California các bạn, không sau này có dịp mình sẽ qua lại, nhưng mà thật sự lần này đi là có thể là khá là lâu mới quay lại các bạn. Mình sẽ qua đó gọi là học tiếp, nhưng mà học trường khác. Đi qua đây các bạn. Thì chỗ này là cái plaza tên là Westminster Colony Plaza. Thấy rất là nhiều tên tiếng Việt các bạn thấy không? Trái cây góc phố, hoa phát, đèn đá đó chứ, cà phê đèn đá, ghiền mì gõ đó chứ không nói. Phải không mình? Chàm chim, à bữa nay mình sẽ vô ăn chàm chim. Cái tên chàm chim là giống ở Việt Nam hả mình? Đây, chỗ này có một cái tiệm gọi là chàm chim rồi, trái cây góc phố rồi, ghê không? Seafood, bên kia là chàm chim khác nữa hả? Đó, chàm chim seafood. Ở chỗ này là cái đường là đường đường Bô Sa. À. Đây. Trời ơi, ăn chơi tụ họp nhanh quá chú Hải. Trời ơi. Trời cái này chú không muốn làm đâu nha. Vậy hả? Trời ơi. Gonna miss this one. Trời ơi, anh Tuấn lâu quá. Trời chị Thảo. Trời ơi, đây là gọi là bữa ăn gọi là tạm biệt. Tạm biệt Cali. Ồ, còn sao? Ngoài bên New York anh. Qua đó đâu? Đã qua đó học luôn á hả Khoa? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà không vô lấy bàn hả? Có chứ, đi qua đây. Đây đây vô. Rồi vô nói chuyện tiếp bạn. Vô coi. Thôi mày vô đi. Để người đẹp vô cho. Rồi anh đi chung luôn đi. Ồ, này ngon không? Bao nhiêu người? Hôm nay có Hằng hả? Có Hằng của Mỹ. Đi vô qua. À. Ồ, này là chèm chim, trong này là này có bán chim không? Ủa cái này hải sản. Để quay à, bé cua. Ồ. Chỗ đâu qua đây đi. Chú Hải ngồi đây. Ngồi Hải. À, thôi chú Hải ngồi này đây, chú cô Hằng này nở ngồi đây. À. Đây các bạn. Đây là nhà hàng chàm chim ở tại quận Cam. Nói chung là bữa ăn tại quận Cam á cuối cùng. Cuối cùng. Nghe ghê quá kìa, cuối cùng ghê quá. Để coi menu này có gì nha.
Ôi mình ăn xong cái mình đi hát karaoke này nọ luôn chứ hả? Đó. Thảo thích hát karaoke lắm nên các bạn các bạn nhớ đón xem mình ăn xong rồi đi qua karaoke ở tại Mỹ nó khác gì ở tại Việt Nam. Chứ phải hát karaoke là chưa? Chưa luôn à. Không nó có năm thứ tiếng là mà chú à vậy à nào chú biết là chú hát đó 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 karaoke Mỹ là nhiều thứ tiếng chú review sau bây giờ review quán chèm chim nữa hả này cho mình nó hát à cái cua hoàng đế các bạn cua là kem ráp tôm hùm đỏ ủa này là bán đầy đủ luôn hả chú dạ bán đầy đủ là nó chuyên về ốc ốc đó nè các bạn ồ ốc hương ốc đồ Việt Nam đầy đủ ồ ốc hấp lá chanh rồi chứ ốc mù nữa hả xào xẻ ớt luôn nhìn đã các bạn này ở Việt Nam giờ coi mấy này nhìn đã chết luôn á nướng mỡ hành sò lông nướng mỡ hành xào xẻ tá cũng phong phú quá hả cái này được ồ hấp xẻ nướng tiêu rồi nhiều món quá ta ồ ngon quá chú Hải nếu mà Khoa thích dê á có dê sườn dê nướng rồi coi thôi thôi không thích dê nướng đâu nếu mà thích dê bây giờ dê thì thôi Khoa là đồ biển rồi quay quay mấy ốc kia đi giờ thì Thảo qua đò đi thôi Khoa chọn đi rồi Thảo qua đò giống như bữa qua đò với Khoa đâu rành đồ Mỹ bên này sao đâu ủa bên kia ốc gì này nọ ủa vậy chương trình học của Khoa là nó đi khắp tiểu bang của Mỹ hả khắp luôn khắp thế giới luôn nhưng tiểu bang của Mỹ nữa ủa vậy hả à đò luôn em ăn đò ăn gì ăn sò ốc hến rồi đi ăn trời thì mấy đó thật sự là mình cứ vòng xuống quận Cam là thích mấy cái món này các bạn ở trên Santa Barbara nó mới có với lại mình đi review với bạn xem mà ủa cái này là special ở trong rừng quốc gia đồ nó không có gì các bạn đồ ăn toàn là tụi của Mỹ không mà chỗ này mới có đồ ăn Việt mới ngon có mưa nghĩ là nướng à ngon trời ơi đây giờ mới có hai người đẹp qua nữa trời ơi lâu quá mới tập hợp đầy đủ bữa nay là quán đặc biệt rồi tập hợp đầy đủ quán khỏe không quán ủa cô đi đâu cô chứ bà xíu rồi cô Hằng chị phụ nữ đi chợ đi bà mới hỏi chim mà có chim nè chạm chim là phải có chim chứ đâu là chim vậy ổ chim chạm chim phải có chim à ở này sao kêu chèm chim vậy em này là sao gọi là chèm chim là bán chim thiệt luôn hả chèm chim à chanh cái gì cái này là hấp xả là gì vậy ta à chanh cái nghe hấp xả luôn đi đó thì nói luôn một bên thứ chính là ăn chia tay rồi con đi qua này có hẳn chưa nghe đúng không con đi qua bên New York học à chúc mừng em trời ơi qua New York rồi chạy rồi ở New York chạy qua đó đón Giáng sinh qua đón Giáng sinh một cao đao ô mình đâu hốt liền năm nay nó cao đao được à quá vui cao đao rồi giờ hết sảy luôn qua quảng trường thời đại rồi Times Square rồi thử sao rồi thử cái mùa đông của nó rồi dạ đây là cái món xà lông nướng mỡ hành đó các bạn nó xà lông bên Mỹ là xà lông bự luôn các bạn to cho bát lửa luôn nè đúng rồi còn bên này là con ốc hương Canada bữa review rồi nhớ rồi đúng không đây rồi đây nữa các bạn này sẽ có là lòng heo chiên giòn đây là nghêu hấp xả rồi mọi người ăn thoải mái nha ăn cái đâu đó luôn rồi mời luôn nha chú Hải ơi khai đao đi có hả ok rồi vậy thôi rồi ok rồi nó muốn sẽ bò tỏi luôn rồi bánh này luôn đây chan luôn rồi lên liên tục luôn nào đó ngon lên liền lên không kịp ăn luôn ăn lẹ chứ lên không kịp ăn á xà điệp rồi chia ra luôn rồi thôi để cái dĩa thì bỏ ra quay rồi quay dĩa nó muốn để bên này đi ô này đẹp nè đó, này lên thôi anh Tuấn anh chuyên nghiệp làm quay đẹp chỗ nào đẹp là quay rồi đó rồi mời mọi người nha mình review cuốn chiếu trước cái này nọ rồi chứ đây mình ăn thử cái con bên này trước không sao đâu à này ốc gạo
này là ốc gạo nữa mà anh. Chúng review tới đó mình review. Bây giờ mình lấy review này trước nào anh. Đây là con xà lông nước mỡ hành. Đó, rồi thảo, anh Tuấn gấp thảo ăn luôn nha. Đây em review thoải mái nha. Tự nhiên nha, tự nhiên nha. Tự nhiên như ở nhà nha. Cái này chứ gấp cho. Rồi. Ăn luôn trước hả? Đây là mình ngoài xuống này mình ốc nè mình. Đây là con xà lông ở tại tại Mỹ. Nó to quá chứ. Chất lượng luôn bạn. Rồi, ở nhìn nó chấm mà chấm muối tiêu chanh nè. Đó. Bỏ đây. À. Thử tươi không? À, để món ăn. Giòn cái béo ngon chứ. Xà lông béo ngon mà. Ừ. Được chứ hỏi. Cứ đi dưới kho là toàn hải sản không à. Đúng mi. Đi với anh là hải sản không đúng không? Đúng rồi. Đây là em muốn miếng ớt không? Đây em gấp xíu. Rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ chúng ta ăn thử con sò điệp này nhìn ngon các bạn. Trời ơi nhìn to chứ. Này ăn sò điệp khổng lồ luôn ha. Sai bự nè. Đây. Đây bạn, ở trên này là có trứng cá hồi nữa nè. Rồi ở nhìn đã chứ. Mình phải ăn tạm biệt quận cam, mình phải ăn cho nhiều vô chứ không nhiều khi sợ qua bên New York không có quận cam để ăn. Thử coi. Thơm á. Đúng rồi, hôm nay mình đi á rút kinh nghiệm bạn. Mới 6 giờ tập hợp đầy đủ đi ăn rồi. Lại bữa nay ăn trong tuần đó, thứ ba. Lại còn tăng 2 nữa. À, cái này mình có 2 tăng nha các bạn. Còn tăng 2 nữa nha. Đánh nhanh rút gọn nha. Đây, mình quay xuống coi sò điệp này mình. Tươi à. Bên Mỹ sò điệp cũng tươi rói. À. Mở qua đây. Rồi. Không biết không anh, đây là mình đã tranh tính review cho bạn xem nhưng mà thật sự đem ra là cái hội này sâu xé nhanh quá, giờ còn cái ly để review cho bạn coi, ly đá chanh thôi. Không á, bây giờ review bạn coi cái món thịt heo nè, lòng heo nè. Lòng heo này là lòng heo chiên giòn nhìn đã chứ. Thử nha các bạn. Thôi rồi, nhìn nè. Đó, lòng heo. Giòn đụm. Thử bạn. Thử anh Bỉ vẫn ăn cái món đậm chất Việt Nam. Giờ thử. Bên đó. Đây bỏ lát là quay cho coi coi xíu nữa nè. Đó. Nhìn đó. Đầy đủ. Nói chung là cái bán này cái gì cũng có. Review một miếng luôn. Đúng hả? Một miếng làm một miếng luôn. Đem gắm miếng miếng luôn đó. Review để qua bên đó nha. Rồi lúc lắc rồi ok anh. Rồi cảm ơn anh. Anh Tuấn là nhiệt tình review quá. Ngon. Mềm. Ngon. Bột lát này cũng ngon lắm. Thì như nghe nói tiệm này anh Johnny Đen bữa qua ăn đúng không anh? Ông mình nó quảng cáo bữa qua tiệm này anh Johnny Đen qua ăn nó như hơi sống. Sống hả? Ông ăn bên chính đi. Đưa nó đưa. À. Đây tiếp theo chúng ta sẽ ăn nghêu hấp xả. Đây các bạn, đây là nghêu hấp xả nha. Còn nghêu đúng bự chứ. Nhìn đó bạn. À, mình thấy chưa? Cái ốc xẻ to không? Vì thử là mình ở trên Santa Barbara mình thèm cái này quá đi. Thèm. Quả khách đi New York còn thèm. Thơm nữa, ngon quá. Người theo dõi là không có đồ đàn đâu nha. Có luôn đó. Ừ, New York có khu người Việt không ta? Không có. Sẵn bạn nào? Có Chinatown thôi. À, vậy thằng bạn nào ở bên New York á? Biết khu người Việt nào comment dưới cho mình hướng dẫn với mình hoặc là gửi mail cho mình coi thử bên khu đó có gì ăn nha các bạn. Đây nè quay cái này nữa nè. Ôi ôi. Đây là
ốc hương Việt Nam nữa bạn. Một bữa chưa review cho bạn coi được. Đây. Mình mà bóc thử một con. Cho em bóc thử một con nha, là hương Việt Nam các bạn. Đây bơ tỏi. Rồi. Được anh, cảm ơn anh. Rồi, rồi chú Hải có cái tâm nó hay vậy. À, cho mượn cái này nha. Đây. Mình rồi chúng ta ăn thử con ốc hương. Ốc hương ở Mỹ nó cũng to nha các bạn. Ở sao lại ta nhìn to hả? To thì cũng có con này to. Nam mình vẫn còn. Đây ốc hương á. Được chú Hải. Ờ trong cái chỗ cái cứng nó kéo ra. Còn nó to chưa? Kéo ra nào bạn. Ờ đó. Ừ. Mình có cần cây này không? Nhìn hấp dẫn quá. Đây đâu cầm. Dạ, đang cầm. Cảm ơn. Đó. Cầm miệng. Cái này. Ừ. Trời nó giòn. Cần cấm. Ừ, đàn. Ăn à, miếng nó muốn các bạn. Nó muốn bánh Mỹ là đặc sản các bạn. Nó muốn Mỹ là nó có rẻ đâu, nó không mình. Mình nó kêu nó mình nó kêu nó muốn bánh Mỹ mắc lắm. Nên phải kêu nó muốn cho nó ăn. Ngon quá. Muốn tiếng mắm này không? Để cái này. Sao mọi người? Đây con ốc á. Canada. Đây các bạn. Canada. Đây ốc hương Canada, đây ốc hương Việt Nam và ốc hương Canada tiếp. Đó. Minh đưa dĩa ra Minh. Ồ dạ dạ, đưa đây chứ. Nè. Nè đưa dĩa ra. Đây đây còn một. Rồi. Thử. À. Ngon không? Béo. Đúng không nào ra cũng ngon lắm. Đây ốc len nè. Rồi còn tí ốc len. Này. Này đang ở Việt Nam đang mùa dịch và toàn review mấy toàn là cái món đặc sản các bạn. Rồi. Rồi cảm ơn anh Tuấn. Rồi. Hấp miếng thôi. Ủa con này sốt dừa ngon đó chứ. Ok không anh? Lên nè. Ủa, ông lên xào dừa. Ngon các bạn. Lên ngon lắm. Làm ngọt ngọt thơm thơm béo béo. Cái ngon lên nó dừa. Dạ đúng rồi, cái sốt nó ngon. Này mà có miếng á, chan cái nước này ngon. Ừ. Đúng không? Miếng á. Ừ. Cảm ơn. Trời ơi, đã. Ok. Còn cái này nè. Để con ốc nhỏ 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 kia là con gì vậy ta? À, ốc kẹo kia hả? Ốc kẹo này ăn sao đây? Đây con mượn cái dĩa này xíu nha. À, đây ốc kẹo nè, ốc kẹo bên Mỹ ăn sao đây trời? À, con lỡ luôn hả? Như là em phải lấy cái này à. À, được rồi anh, con em có rồi nè. Đây các bạn. Ồ, để mình ăn hết luôn, ổn luôn không ta? Ủa luôn. Ủa luôn hả? Ờ, nó nhỏ mà, ủa luôn. À. Ok, ngon á. Con tay lấy gì đây? Sao nhìn hình hồ kỳ lực vậy vậy? Lúc nhỏ mà. À. Thử miếng nữa. Rồi. Thử nhiều nhiều chứ. Rồi 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 rồi. Thử nhiều nhiều chứ, thử miếng nữa. Lên Mỹ ngồi lỡ ốc gạo, hết sảy luôn. Ờ, đừng chứ mơ. Trời ơi. Đồ những cúp chiên bơ nữa. Trời nó nhiều quá chứ. Lên liên tục. Review liên tục. Không ngừng nghỉ. Trời ơi không ngừng nghỉ luôn á. Nhìn đã không? Thôi nó to trời ơi nhìn nó sướng. Trời ơi em cảm ơn. Đây thử một cúp nữa hả. Thảo quảng cáo kêu cúp bên này ngon lắm. Đây miếng đùi nè. Bên quay nè. Bên này xé nè. Đã không? À. Đắm miếng á, muối tiêu. Muối tiêu bên này nè. Đó. Đắm miếng muối tiêu rồi. Cúc rồi. Ngon. Ngon chứ phải. Ăn đủ mấy? Ăn ốc mà cầm đũa ăn gì luôn á mày. Được không? Ốc được đúng không? Bên Mỹ á. Thơm á. Khúc
ngon. Không tính là bán, quán này bán được các bạn. Giờ nhà hàng á, Mỹ nó còn cơm tắm, nó cầm đũa đó, nó mình đưa cái hộp đó, nó I know how to use it. Nhưng mà use on the wrong place. Cơm tắm rồi. Ngon á. Cho cô với lại bé. Đúng rồi. Ồ, mình thử hết bột rau là đầy đủ rồi ạ. Để con Minh ăn tiếp, đây nè. Ghê quá. Trời ơi, nhìn đã quá bà đã. Có hai con rồi. Minh chắc chưa? Minh chưa có. Minh là lấy Minh đi. Rồi. Để cho Minh đi, để cho Minh. Trăm miếng nghèo. Ồ, có trong này nè. Dưới này nhiều nè. Bên này là khi bạn ăn lòng á là có cải chua luôn bạn. Nè, có cải chua cái lòi luôn nè. Có miếng nè. Đó. Đó. Miếng xào cua luôn. Thấy nhiều chưa các bạn? Để nó có ăn phi mà. Ờ, nó không có ăn phi mà nói nó đi. Để nói giận của mình Huy rồi mà. Giận rồi, anh Huy là giận rồi. Không sao đâu. Hơi bị kỳ. Sao đâu. Ai ăn hành phi được ăn ở trên, không ăn phi được ăn ở dưới. Đúng rồi, không? Đúng rồi. À, không được. Nãy vừa ai chưa ăn xe điệp nào, còn điệp quá trời luôn nào. Cô Hằng chưa nè, đúng không? Này 8 con lận mà, còn một đống nè, Minh con là gấp Minh con nè. Đây cũng của Minh. Chân Minh để bên này luôn đi. Để đâu mình? Mình nó full à. Để ra. Đó. Để đây đi. Đó. Mình đây ông thử miếng miếng này. Thử hết rồi đó. Đây thử miếng miếng họ này các bạn. Bữa nay miếng này nó ngon lắm, bữa mình ăn thử bên kia rồi. Mình thử với miếng này coi, đây miếng cua tôm. À. Rồi. Thử coi. Cũng ngon vậy hả? Ngon. Thơm. Miếng thơm ngon luôn. Thấy không? Đây. Mình đi cho hết một rau cho bạn coi là ăn uống tại Tràm Chim thế nào, sau đó mình sẽ qua bên Tăng Hai bên kia. Hát karaoke chứ là đi trong coi thử karaoke ở tại Mỹ thì nó khác gì karaoke ở Việt Nam không? Do chú Hải bí mi rồi do cô Hằng rồi hát hét rồi các kiểu rồi. Múa phụ họ. Đây bạn đang lên lẩu, gọi là lẩu về thuốc bắc. Đây bạn, đây là chỗ lên thuốc bắc các bạn. Mình quay lên cho bạn coi nè. Ui nhìn ngon quá. Ồ dê rồi, bên Mỹ rồi có dê đàng hoàng nha các bạn. Là dê Mỹ em hay là dê ở đâu đây? Bên đây có hai con nè. Đó. Ồ dê ăn với mì xào hả? Đây là dê thuốc bắc các bạn. Dê thuốc bắc sẽ ăn với cái mì này. Đó. Để bên này cho nó có chỗ để nó trao đầy đủ. Mì trứng. Mì trứng. Trứng đúng rồi. Bên Mỹ vẫn có trao đầy đủ nha các bạn. Đó. Thì đây là dĩa rau của ăn lẩu dê. À. Anh coi cái hồ được không em? À. Đây cái hồ đó các bạn. Trời ơi. Đây là ốc gạo đây, nãy mình ăn nữa các bạn. Lông ốc gạo luôn nè, bơi ra nè. Nhìn nè. Bên Mỹ chơi nguyên hồ ốc gạo luôn. Còn bên này nè bạn. Trời ơi, đây tôm hùm. Đây. Tôm hùm Canada các bạn, to mặt u quá. Đó bạn quay cho nhìn đây nè, thấy không? À. Ở đây là Dancing Crab, đây là cua dạng cua Canada á bạn. Cua Mỹ. Đó, nguyên cái hai cái hồ này luôn. Trời nó to chứ. Mấy con này chắc cũng phải tầm 2 kg mấy 3 kg các bạn. Nguyên cái hồ này luôn. Đó. Review hết cho mấy ông xem thử. Mấy nguyên hồ ốc gạo nhìn đã ha. Mình. Ốc gạo này nhập đâu vậy? Ok. À. Xôi không chú? Ủa dê rồi.
Dê này nè, cái ngon nhất của nó gì đó? Gì con? Cái da. À, da hả? Ở này nè, cái này nè, nó lâu. Miêu tả đi, trò chuyên nghiệp đi. À, thả tụi dê mà đúng không? Tụi dê. À, hai con dê lại. À, chú Hải nói kêu hai con dê lại, hai con dê. Dê ngoài đời. À. Này tụi dê cho tụi nghĩ con dê là gì? À. À, đúng không anh? Ồ, chả đủ luôn đó chứ. Rồi, em có đủ mới rồi nè. Đủ mới rồi rồi. Nè, đủ mới nè. Rồi mà thôi, xin phép nó review cục thịt dê thử lại gì vậy? Mọi người cùng ăn cho nó nhanh nha. Xin phép rồi cục dê thôi nha. Đây bạn review thử coi là nó là gì nè. Cục này ngon nhất chứ mày. Cái da không có thịt đâu. Đây các bạn nhìn nè. Ủ xí quách chết đồ luôn. Đó. Đây chào là chỗ đó. Trời ơi. Nhìn nẻ chứ. Không, mình ăn thử cục hơi gân nè. Cục gân này ngon á. Cái này gọi là gì biết không? Tiếng Anh gọi là collagen. Collagen hả? À. Ăn vô là da đó. Rồi. Sao mà bỏ mấy chú không bỏ đâu hết rồi nhiều vô luôn nha, nó mau mềm ăn luôn. Mình thì biết hưởng cục ở đây là chắc là cái đu dê hay là gì đã? Cái chân dê gì nè. Ở dê Mỹ coi. Đây, cái này là trao. Wow. Mình chấm vô hơn miếng này nữa thôi là lấy ra luôn nè. Đó. Đây là dê bên Mỹ. Dê giòn. Thơm bức. Chú Hải khó ăn dê lắm. Phải có dê hả chú Hải? Da nó dai dai, nó giòn giòn á, trời mấy dưng dậu mà nó thích quá. Ừ, ngon các bạn. Ok. Thôi, nói chung là mình đưa tôi đây. Chút nữa mình quay tính tiền cho bạn coi nữa hết. Bao nhiêu tiền này nọ, ăn uống hoành tráng ở đây là so với cái quán bên kia là mắc hay rẻ vậy các bạn. À, đây tính tiền các bạn. À, trái cây ri rồi nhá. Ghê chưa? Đây. Rồi, đây là cái xó đó các bạn. Trời, mấy ăn nguyên cái xó này có 259 đồng nữa các bạn. Đây là tính luôn cái thuế luôn, ăn cái 238 đồng mà. Trời, nó rẻ vậy chứ. 259 đồng một nguyên một cái bàn để vô ăn luôn á. Công nhận bạn thấy ở bên quận Cam không rẻ. Cái này bạn đi xuống cái khúc chỗ San Diego, Santa Barbara của mình là khỏi nói luôn nha. Chỉ có hai món là bay hết luôn. Miễn phí trái cây. Miễn phí trái cây nữa bạn. Cái này là người ta tiếp trong tờ này luôn hay là mình? Ấy em nói là tiếp trong tờ giấy luôn hay là sao? À, ở đây thường anh em tiếp là họ như thế nào? Bao nhiêu phần trăm? À vậy hả? Đây cầm giùm anh là 259 đúng không? Tính tiền lẻ không? Trời ơi, có tiền lẻ nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5, cầm giùm anh cái 100 rồi. Thấy là tiền lẻ quá, cho tiền lẻ luôn. 200 nè. 2, 3, 4, 5. 300 được không? Được không? Rồi, ok, có nha. Rồi, chú Hải vô lại qua kia ha, ăn xong đi qua ha. Cái địa chỉ đúng không? Qua hét hò này nọ, nó mất tiêu rồi chứ. Ba Hưng có bán gì ăn uống mà nó nữa không? Cảm ơn Khoa tài trợ tài này nha. Không, tại sao? Tại bữa trước là Tảo với lại anh Tuấn là họ tài trợ sinh nhật quá dữ. Bây giờ là mời Khoa qua kia hát karaoke. Đó, giờ đi hát karaoke. À, ok, ok. Này chụp bữa cuối luôn rồi đó. Ủa, đi đâu hả? Đây tôi chụp cho nè. Nó sợ không thì cũng na rồi, vô cho ông đẹp nè, rồi vô. Cái mặt tôi như con heo vậy. Rồi, vô. Rồi. Bây giờ mình theo anh Tuấn với Thảo rồi, với Hải rồi, đó, qua kè. Mình chung gì nữa, xe đắt hay lơ, biết được đâu mày mò.
có địa chỉ rồi đúng không? Có địa chỉ sẵn rồi. Mình chắc không biết rồi đó. Mình biết rồi thôi rồi. Rồi. Ok. Ăn cái cây được ri. Ồ, ngon á. À vậy hả? Trời. Đứng canh rồi. Ok bạn, thì hiện tại là mình với chú Hải với lại anh Tuấn rồi đang ở. Ở chỗ này gọi là gì chú Hải? Cái khu này khu gì? Factory Tea Bar. À, Factory Tea Bar. Đây là quán Santana, cũng biết ở đây. Santana. Vô đây có karaoke hả? Ok ok đấy hả? Game rồi trà sữa. Game trà sữa. Bà. Bên kia là gì anh? Bên kia nhìn đẹp vậy. Đó là cái auditorium mà coi kịch này nọ. À, nhà thờ. Ủa nhà thờ hay có kịch? Không, nhà thờ phía này, cái này là auditorium. Theater. Người thì nhà thờ, người có kịch không biết vô là làm gì luôn. À, đây các bạn, review cho mấy bạn xem thử hát karaoke bên Mỹ rồi vô đây coi thứ lạ gì trong này nè. Team là đi vô hùng hậu quá. Rồi, mời người đẹp vô. Anh để giữ cửa nha. Rồi, người đẹp vô đi. Quên trời, đẹp vô trước. Rồi, chú Hải vô luôn là con đi sau nha. Rồi. À, ghê, ở ngoài yên tĩnh vô trong nhộn nhịp vậy hả? Trời ơi, hai anh. Ủa, anh tên chị. Dạ, trong này là karaoke hả? Có không? Là gì vậy? Đây là uống trà sữa thôi. À, trà sữa đây hả? À, con này nè. Công nhận nhộn nhịp dữ. Bán đồ tùm lum ha. Ủa to vậy? Nó ngồi nhìn mặt bằng trước vô đây rộng vậy hả? À, này bán trà sữa. Gì vậy? Factory Tea Bar, the largest tea in lao. À, cái lao đúng trà sữa. Nghĩa là trong này mình kinh doanh gì? Trà sữa. Trà sữa. Karaoke. Game. Này trà sữa luôn. À, sữa xíu đồ này nọ luôn. Ăn bạc đúng không? Đâu vô karaoke đâu là cái chỗ nào đâu? Ở này nhà vệ sinh mà phải đúng không? Chụp hình chung luôn mà. Đây. Ok ok. Ủa anh mới tới luôn hả? Anh tới. Rồi anh chụp cái này đây. Dạ, rồi. Đúng tôi biết mà rồi, chụp vô. 1 2 3. Rồi. Cảm ơn. Ok rồi, cảm ơn. Đây cái đánh bóng vàng. À. Đây. Bóng vàng. À. Thì gấp thú. Gấp thú rồi chơi thú. Đây có chỗ cho chơi bia. À, chơi bia. À này giống như là cái center á hả? Chơi bia. Đây mình Plaza đây cao. Này đủ game này nọ luôn, đây anh kinh doanh quá. Tổ hợp luôn ha. Pin bon này nó. Ghê không? Nhảy nhót này nữa hả? Ủa cái này thấy trên gì vậy? Trên Facebook nó nhảy cũng dữ lắm nè. Ok. Giờ mình vô thử câu karaoke có phòng không? Đặt phòng vô chú Hải. Mọi người ai đặt phòng nào vô. Vậy hả? Không mở hả? Để hôm nay thôi, kêu kê hả? Tiền chia tay rồi phải vô nha. Vậy hả? Trời ơi. Tiền chia tay rồi. Chứ không búp nữa các bạn. Ghê chưa? Chuẩn bị trước luôn hả anh? Chuẩn bị luôn hả? Trời, cảm ơn anh nhiều nha. À đây đây, bắt tay cái coi. Trời ơi. Đây bà chủ, bà chủ. Đây bà chủ, anh chủ. Ghê ghê. Chung luôn. Ghê, vô tiệc chia tay Kelly các bạn thấy không? Trời ơi. Ok. Vô chụm tắm ha. Chụm tắm đây. Cho xíu ánh sáng đi được không ta? Cho xíu ánh sáng để chụp hình. Ở ngoài tướng cái bóng nước bự ở dưới. Đó, đó. Cho tắm sáng hả? Cái đi. Rồi, chị em đâu chị? Trời ơi. Trời anh ơi, sao em ngồi xuống cho anh Tuấn vô luôn chứ hả? Anh Tuấn đâu? Tuấn chụp rồi. Vô mình nó chụp giùm cho mình.
Em Tuấn đây nè. Nè. Đó. Ngồi xuống để cho thấy em. Được không? Rồi ok. Go, quay chuyên nghiệp không? Để chị đang chụp hình nha các bạn, mình đang chụp hình rồi, không nhờ anh Tuấn phải chụp miếng minh của mình. Mình bữa giờ nó kêu đi với mình nửa năm trời chưa có tắm chụp nên chụp chung. Chứ mà chia tay phải chụp. Em có cái bông bóng hình khoa bóc á. Đó hả? Đây. Mình cầm bông bóng mình, trời ơi, có chị con búp luôn nè. Cái này không? Điện thoại của tôi đâu rồi? Đây hả? Đây đúng không? Rồi. Ok. Đó, trời ơi, giúp đại gia đình quá ha. Mình chắc kiểu này mình đi làm à. Đây là đi làm con rể luôn rồi. Chụp với Khoa một tấm. Bây giờ chơi hẹn. Ôi, bị mơ bóng luôn. Ok các bạn, sau khi chụp hình xong với chú Hải, gia đình xong thì mình review cho bạn coi thử quán karaoke tại Mỹ khác gì ở Việt Nam. Thì đó, bạn thấy không gian ở đây thì khác Việt Nam là có chữ kho búp, có đồ bong bóng này nọ các kiểu. Còn chỗ đây là có tháp nước. Đó, đây là nước này là gọi là nước trái cây, phải là rượu bia các bạn. Cái này là để tránh đi về Santa Barbara là bị cảnh sát cho tiết kịch nữa các bạn. Còn đây là có dĩa trái cây giống như là bên Việt Nam mình. Thì anh chủ hỏi hỏi giá rồi phải gọi anh chủ. Đó. Thì giờ anh chủ anh sẽ review lại cho bạn coi thử là một thứ này là giá bao nhiêu cho bạn biết, coi thử là so với Việt Nam như thế nào nào. Ok không anh? Đây cái dĩa trái cây nhỏ. Trái cây nhỏ. 25 đồng. 25 đồng. Còn đây là dĩa. Cái này là dĩa, cái này là snack sampler, với là mỗi cái loại snack mình lấy một chút thôi. À. Đây là khoai. Đây là khoai trứng muối. Cái này là khoai sour cream. Nha. Sour cream là hành đó, sour cream. Anh mình ăn thử miếng này. Yeah. Đó, cái này là barbecue. Phải barbecue. Nha, barbecue. Còn này là popcorn chicken. Này là chicken nha các bạn. Popcorn chicken đó. Nghĩa là vô đây ăn sau khi nhậu hồi nãy xong. Yeah. Vô đây là mình nay ăn nhẹ. À. Cái này là cánh gà. Nha. Đây là bao nhiêu tiền anh? Cái này là 42 đồng. À, 42 đồng. Còn cái này là cái tháp, anh miêu tả cái tháp này là tháp gì anh? Tháp này là tháp bình thường mình gọi là beauty tower, là tháp trà sữa. Mình có thể mua nó là trà sữa hoặc là mình mua nó là trà mùi. Thì mua trước á xong mình bỏ trong này. Dạ, yeah, giống như là khách mở đờ á. Rồi, cảm ơn anh. Chọn đó. Cái này là có 5 vị trái cây ở trong đó, trái cây nhiệt đới. Đó. Ngon. Cam. Có cam, có nhãn. Cái này là dành cho những người mà không uống rượu, còn bình thường có rượu này nọ là anh bạn mix rượu vô đây. Hay là rượu sao? Thì khách đặc biệt như Khoa bữa nay thì mới có đem rượu vô. Đây là hộp rượu hả? Trời, nãy giờ tôi tưởng đâu cái hộp này hộp khăn giấy. Muốn về sao phải đi cái này nữa. Chút định mix cho Khoa thử uống này trà với này là rượu đế hả? Má anh? Cái này cũng giống như rượu đế, nhưng mà đây rượu đế của mẹ. À, của mẹ. Dạ. Cái này như nó làm bằng cái cây mà xương rồng. Đúng rồi, xương rồng. Này cái xương rồng bự các bạn. Xong nó ủ trong cái đất bự. Tequila. Tequila, đúng rồi. Này rất là nổi tiếng của Mexico các bạn. Chút thử nha, chút mix cái margarita. Trời, mới đóng tích kịch xong. Thôi nếm. Ủa cho cái chai này là thường là bao nhiêu tiền anh? Chai này là khoảng 50 đồng. À, 50 đồng. Ủa này uống nguyên cái tim này uống là xỉn xuống luôn chứ mà. Cái này thì pha có theo uống không anh? Đúng rồi. Cái này pha xíu thì dễ uống không nhận á. Nó pha xíu thì dễ uống. Nhưng mà mình không dám một bữa chút xíu không, đã thấy mệt lắm rồi. Dạ. Thôi, bây giờ qua đây ảnh review lại cho bạn coi là hát karaoke này nọ như thế nào. Thì ở bên Mỹ hát karaoke thì cũng giống như ở bên Việt Nam thôi các bạn. Thì mình sẽ có một cái iPad như này, là giống như là cái ở bên Việt Nam mình gọi là cái sổ nhạc. Thì trong đây mình có cái app. Giống như là mình vô mình chọn. Đó. À. Có cái app như thế này. Lại có app bạn. Đó. Là cái nào là list trong cái giống cái như hộp. Mình vô đây thì mình vô cái search là mình là đó mình tìm. Đó, bắt đầu mình chọn cái bài hát. Mình để cái tên chữ cái đầu tiên cái bài hát, không thôi là nguyên cái tên. Còn đó thì nó sẽ ra này tiếng tạo đó. Bao nhiêu bài hát trong đó dạng bao nhiêu ngôn ngữ? Nó tới 30-40 gigabyte là. Ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ là hát được tiếng trong gì? Trong đây cũng nhiều lắm. Chính là anh để là tiếng Việt. Tiếng Việt. Rồi tiếng Tàu. Tàu. Rồi tiếng Anh, rồi tiếng Spanish, tiếng Mẹ. Đó, rồi bắt đầu
những cái ngôn ngữ khác thì ít hơn. À đó, để bác bên Mỹ thì phải có nhiều nhiều ngôn ngữ nha các bạn. Đó, ví dụ như tiếng tàu ở trên là tiếng Hồng, tiếng tàu, tiếng Anh. Tiếng đó. Đó. Rồi sau đó các bạn mình để sau tới coi á, ví dụ như sóng gió thôi coi đó không? Ờ vậy hả? Sóng gió bạc phận rồi đó không? Ừ, sóng gió bạc phận hả? Cái này á thì bây giờ thì mình sợ hơi bị khó là tại vì mình đang chọn cái đang chọn system là YouTube. Là YouTube. À. Mình coi coi nó có không? Rồi thử tiếng Việt là vậy. Không có. Em ngày hôm qua này nọ Sơn Tùng luôn có không? Em ngày hôm qua Sơn Tùng. Ối, sóng gió tình đầu. Sóng gió tình đầu nữa trời ơi. Cái nhạc này là mô lý rồi mà nhạc mô lý rồi. Dạ, yeah. Cái này tại vì hiện giờ á mình đang connect vô để mà mình làm giống như là YouTube. Thành ra là mình chưa không có sạch. Đây, chọn là sạch cái bài gì là đây. Đó, là kiểu như là nó là giống như là nó có mã số như bên Việt Nam mình, bạn thấy không? Đúng rồi. Thì mình thay vì cái sổ thì nó khác bằng cái này, nó ổn cứng. Đó, còn không thôi bạn sẽ có một cái gọi là cái bàn phím. Như vậy bạn sẽ chọn được thẳng trực tiếp trên gọi là đây là trên YouTube. Bạn sẽ tờ sạch trên này, ví dụ như bạn muốn hát bài sóng gió. Dạo này đó, sóng gió được không? Được, sóng gió. Sóng gió không? Không gió không? Không gió nào? Sao chữ G nó không sống? Sao nó không sống? Anh đã dùng vô trong cái phone đó. À. Cái phone này giờ đang xài được luôn thì để cho nó lên sóng mới được. Sóng gió. Sóng gió hả? Sóng gió. À này nó chiếm quyền của mình đúng không? Đúng rồi. Sóng gió karaoke. Đâu? Đó ra. Đây. Rồi. Cú níu em về. Mấy cái bài mới chứ. Đó. Đó. Thì anh đang chọn vô không? Bên đây mình có âm ly, các bạn thấy âm ly này, âm ly B&B gì nè. Đó. Ở dưới này có auto tune là chỉnh giọng rồi cho hát hay như ca sĩ các bạn. Đó, review các bạn coi một vòng cái tiệm karaoke ở tại Mỹ. Thì ông nào thích thì hát. Qua đây hát, bạn hát y chang ở bên Việt Nam luôn mà em chưa biết là nó lên hay không. Thấy toàn bolero không à. Nó sóc chó lót không nổi là sao. Đây con biết nữa bạn. Rồi. Đây. Quá nó lên. Nó lên rồi, thôi lên. Đó, cái này ghê không? Alo. Ồ, ghê, ai hát được bên này không kìa? Đó. Thì hôm nay là gọi là tiệc chia tay bữa cuối cùng mình ở tại California và kết thúc gọi là cái khóa học của mình nửa năm ở tại Cali bên bờ Tây của nước Mỹ. Thì đồng hành với mình sau nửa năm nay là đây là cái team rất là hỗ trợ support cho mình từ đầu đến cuối. Ví dụ như là Thảo là hỗ trợ mình mua bảo hiểm xe, còn chú Hải là đồng hành đi mua xe luôn. Đó, đầy đủ. Cô Hằng là nấu những bữa ăn sinh nhật bạc ti rồi phụ với bé Mi với đồ. Thằng Minh thì biết rồi đó, nó là tài xế chính kim lãnh tiết kịch. Đó. Thì bây giờ hành trình mới sẽ mở ra là bên bờ đông nước Mỹ, bên New York rồi Washington, nhiều thứ hay hơn, dẫn hơn. Mình sẽ review cho các bạn ở những cái series tiếp theo. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa. Mình còn review tiếp những thứ hay hấp dẫn ở bên đằng sau. Bây giờ kết thúc ăn chơi nhảy múa với lại cô chú ha anh chị. Đó. Nó cũng rất là buồn các bạn. Thì đi gắn bó ở đây khi qua Mỹ là trong bước chân ráo ở cách ly á chú. Xong qua đây đi mua xe này nọ cũng nhiều kỷ niệm bên Cali bên này. Giờ qua bên kia nhiều khi là một mình. Đêm nay mà hết chai này nữa kỷ niệm nữa nè. Đó, chai này vô phòng trọ ngồi uống là buồn buồn ngồi uống là chứ biết lại gì nữa. Rồi ok, kết thúc, nhớ đăng ký kênh. Nhổ tay cái rồi kết thúc. Khai mạc.